Còn đây là chiếc VF9, tức là cái chiếc E36 được đổi tên. Đây là cái chiếc lớn nhất trong những cái chiếc xe điện mà VinFast mang đến CES 2022 này. Và nó cũng là cái chiếc xịn nhất. Đây là phía trước của cái chiếc VF9. Thì khi nhìn vào anh em có thể cảm nhận được cái sự bề thế của nó ha. Cái khúc này nó rất là to, nhìn rất là hầm hố. Dãy đèn cho cái chữ V nó đậm đà, rất nổi bật ở đây. Rồi hai cái đèn to ở hai bên này nhìn rất là dữ. Rồi hai cái hốc gió này cũng rất là lớn, rồi những hốc gió khác nữa. Nói chung là cái chiếc VF9 này nó là một cái chiếc rất là to và nhìn rất là ấn tượng. Rồi cái phần bên hông này thì nó giống như một cái chiếc SUV cỡ lớn vậy. Anh em thấy rằng là những cái bánh xe rất là to, cái hốc bánh xe rất là to, rồi cửa hay là nguyên một cái chiều dài của cái xe cũng rất là lớn. Rồi kể cả cái bệ mà anh em bước lên để mà lên xe vậy, thì tất cả mọi thứ nhìn rất là hoành tráng. Cái chiếc VF9 này mình nghĩ nó sẽ rất là mắc tiền ha, bởi vì nó là cái chiếc xe xịn nhất, xe điện mà VinFast giới thiệu. Và nếu như ở thị trường Việt Nam mà VinFast bán ra cái chiếc VF9 này thì gần như nó là cái chiếc SUV kích thước lớn điện duy nhất mà anh em có thể mua được. Và hiện tại ở trên thị trường cũng không có nhiều cái chiếc SUV điện kích thước lớn như vậy được bán ra.